Sống An Lạc rất vui được trở lại với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Câu ca dao đã khắc họa lại một nét ẩm thực đặc trưng của mâm cơm dân dã Việt Nam, đó là rau muống và cà muối. Nhiều người lựa chọn rau muống có thể bởi vì sở thích ẩm thực, thế nhưng cũng có khi chỉ vì đây là một loại rau rất dễ mua, lại dễ dàng chế biến. Luộc rau lên là có bát nước canh mát lành. Rau lại có thể dùng để xào hoặc là chế biến tiếp thành những món ăn khác cho thay đổi hương vị mà không cần phải quá cầu kỳ. Thế nhưng điều đặc biệt là một đĩa rau muống không quá cầu kỳ ấy lại mang đến cho chúng ta những tác dụng rất cầu kỳ về sức khỏe, đó là khả năng chữa trị bách bệnh. Xin mời quý vị hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay và cùng chúng tôi khám phá những tác dụng cầu kỳ của rau muống nhé! Rau muống là loại rau ăn lá quen thuộc trong đời sống của chúng ta. Cây mọc bò trên mặt nước hoặc trên cạn. Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội, rau muống có đến 92% là nước, 3,2% protein, 2,5% glucid, 1% cellulose, 1,3% tro. Hàm lượng muối khoáng cao với các loại khoáng chất cao như canxi, phốt pho, sắt, vitamin có caroten, vitamin C, vitamin B1, vitamin PP và vitamin B2. Trong đông y, rau muống có vị ngọt, tính hơi hàn, khi được nấu chín sẽ giảm đi tính lạnh, đi vào các kinh tâm, can, tiểu trường, đại trường. Loại rau này có công dụng thanh nhiệt, lương huyết, chỉ huyết, thông đại tiểu tiện, lợi thủy, giải độc cơ thể trong các trường hợp ăn phải nấm độc, thịt cá có độc, côn trùng có độc. Rau muống mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, cụ thể như sau. Thứ nhất, bảo bối cho người bị tiểu đường. Rau muống khá giàu chất xơ, hàm lượng pectin, kali, clo, vitamin C, caroten có trong rau muống khá cao. Trong rau muống, đặc biệt là rau muống tía có chứa một hợp chất có tác dụng tương tự như insulin, hormone giúp điều trị tiểu đường. Các nghiên cứu của các nhà khoa học Philippines đã xác nhận rằng trong loại rau muống tía có chứa một hợp chất có tác dụng tương tự như insulin. Trong khi nguyên nhân dẫn đến rối loạn chuyển hóa đường trong máu của người mắc bệnh tiểu đường là do cơ thể thiếu hụt hoặc đề kháng với insulin. Rau muống tía vì thế đã trở thành bảo bối giúp cho người mắc bệnh tiểu đường bổ sung insulin và cân bằng được sự chuyển hóa đường trong máu. Thứ hai, tăng cường hệ miễn dịch, giảm nhẹ chứng táo bón. Trong rau muống có chứa rất nhiều caroten và vitamin C với hàm lượng vượt xa các loại rau khác. Nếu thường xuyên ăn các loại rau này sẽ nâng cao chức năng miễn dịch của cơ thể, từ đó tăng cường sức đề kháng. Chức năng miễn dịch ở người già và trẻ nhỏ kém nên tích cực dùng rau muống trong bữa ăn hàng ngày sẽ giúp cải thiện sức đề kháng đáng kể. Rau muống có chứa lượng lớn khoáng chất kali và clo. Những chất này sẽ giúp điều tiết cân bằng lượng nước trong cơ thể, giúp bổ sung nước cho ruột, làm giảm thực phẩm bị ứ đọng trong ruột, từ đó giảm nhẹ chứng táo bón. Khi chế biến, bạn nên chỉnh lửa to để giúp cho rau giữ được độ tươi giòn và không làm mất đi chất dinh dưỡng. Thứ ba, điều trị thiếu máu, bảo vệ tim. Sắt là khoáng chất quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt là các tế bào máu đỏ. Vì vậy, hàm lượng sắt cao trong lá rau muống rất có lợi cho những người bị thiếu máu cũng như những phụ nữ đang mang thai. Rau muống chứa nhiều dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A, vitamin C và beta-carotene. Chúng đóng một vai trò quan trọng giúp làm giảm các gốc tự do, chống oxy hóa cholesterol. Bên cạnh đó, folate có trong rau muống giúp chuyển đổi một loại hóa chất khi ở mức độ cao có khả năng gây đau tim hoặc đột quỵ. Khoáng chất magie trong rau muống còn giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Thứ tư, ngăn ngừa ung thư. Rau muống bao gồm 13 hợp chất chống oxy hóa khác nhau, thích hợp để phòng ngừa ung thư, trực tràng, dạ dày, vú và da. Các chất này có tác dụng loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể, giúp thay đổi điều kiện sinh sôi của các tế bào ung thư và tăng cường môi trường tế bào tự nhiên. Thứ năm, điều trị vàng da và các vấn đề về gan. Rau muống được sử dụng trong y học cổ truyền Ấn Độ để điều trị vàng da và các vấn đề về gan.
Một nghiên cứu đã chứng minh rằng loại rau này giúp chống lại các hóa chất gây hại và quá trình oxy hóa nhờ enzyme giải độc, đồng thời loại bỏ các gốc tự do. Thứ 6 là vị thuốc ẩm thực điều trị bệnh tam cao. Thứ nhất, huyết áp cao. Rau muống có thể giúp giảm huyết áp. Đối với những người cao huyết áp nên ăn nhiều loại rau này. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng nhất định đối với tim mạch. Người mắc bệnh tim mạch nên ăn nhiều rau muống, nên chọn mua rau còn tươi thì hàm lượng nước và giá trị dinh dưỡng mới cao. Bạn tiến hành nhặt, rửa sạch rau muống, cắt khúc vừa ăn, trứng đập ra bát, đánh nhuyễn cùng một chút gia vị, làm nóng chảo với một chút dầu mỡ, xào trứng vừa vón thành khuôn, chưa chín hẳn thì cho rau muống vào xào cùng. Rau chín thì thêm chút gia vị và ăn khi ấm nóng. Cách chế biến rau muống xào trứng có tác dụng rất tốt trong việc điều trị huyết áp cao. Thứ hai, mỡ máu cao. Rau muống kết hợp với thịt gà có tác dụng cho người mắc bệnh mỡ máu cao. Tỷ lệ cholesterol trong cơ thể cao hoặc thể trạng dễ hấp thụ cholesterol là những đối tượng được khuyến cáo nên ăn nhiều hơn món này. Bạn tiến hành lấy rau muống, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, thịt gà thái mỏng, cho dầu vào chảo nóng vừa, thêm một ít tỏi băm phi thơm, xào thịt gà nhanh tay trên lửa to vừa. Khi thịt gà gần chín thì bạn cho chút gia vị rồi đảo đều. Tiếp tục thêm rau muống vào xào. Rau chín, bạn thêm chút gia vị rồi có thể thưởng thức món ăn này. Thứ ba, lượng đường trong máu cao. Để điều trị bệnh này, bạn có thể sử dụng món canh từ rau muống kết hợp với dâu ngô. Người có thói quen ăn đồ ngọt nhiều, người có thể trạng hấp thụ nhiều đường rất dễ sinh ra bệnh đường huyết. Món ăn này có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu một cách an toàn và đơn giản. Bạn tiến hành chọn rau muống tươi, nhặt lấy phần thân khoảng 60g, kết hợp với 30g dâu ngô, thêm nước vừa đủ nấu thành món canh. Chắt nước canh để uống từ 2 đến 3 lần trong một ngày. Món ăn này có thể tăng tiết insulin, có vai trò hỗ trợ điều trị bệnh đường máu rất hiệu quả. Theo góc độ y học thì rau muống cũng là một dược liệu để chữa bệnh. Thế còn trên thực tế thì đây bản chất vẫn là một nguyên liệu dùng để nấu ăn. Những món ăn từ rau muống được sử dụng rất thông dụng trong những bữa ăn của tất cả gia đình Việt Nam. Loại rau này có thể chế biến thành nhiều món ăn từ đơn giản như là luộc, nấu canh, xào cho đến những món cầu kỳ hơn một chút như là nộm, trộn gỏi thì đều rất là ngon. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm các cách chế biến rau muống thật nhanh và cực ngon miệng nhé. Các món ăn từ rau muống. Thứ nhất, nộm rau muống thịt bò áp chảo. Nguyên liệu bao gồm một mớ rau muống, 300-500g thịt bò, hành khô, giấm trắng và gia vị bao gồm hạt tiêu, đường, nước mắm, tương, đậu nành. Bạn thực hiện như sau. Hành tím sắt mỏng, ngâm với 60ml giấm trắng và một thìa cà phê đường để riêng. Ướp thịt bò với muối tiêu, nước mắm, tương, đậu nành. Rau muống, nhặt bỏ lá to, chỉ để lại chút lá ở phần ngọn. Chẻ nhỏ thân rau, ngâm vào nước cho xoăn lại. Sau đó, bạn vớt rau muống ra để ráo nước. Tiếp theo, bắc chảo lên bếp với chút dầu ô liu, cho thịt bò vào áp chảo. Tùy theo độ dày của miếng thịt và độ chín mà bạn mong muốn thì bạn áp chảo thịt trong khoảng từ 2 đến 10 phút. Khi thấy một mặt thịt hơi chín, bạn lật mặt thịt và tiếp tục áp chảo. Lấy thịt ra khỏi chảo để nguội. Khi thịt bò đã nguội, bạn thái miếng dày khoảng 0,5cm. Vẫn trong chiếc chảo đó, bạn tiếp tục đổ nốt phần nước ướp thịt bò khi nãy vào để lửa vừa. Thêm khoảng 1/2 cốc nước lọc. Đun sôi lên và nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Đun đến khi nước sốt này đặc sền sệt lại thì tắt bếp và để nguội. Như vậy là bạn đã hoàn thành và có thể thưởng thức món nộm rau muống thịt bò áp chảo hấp dẫn và thơm ngon. Thứ hai, gỏi rau muống tôm thịt. Rau muống có thể kết hợp với nhiều các nguyên liệu khác nhau để tạo ra các món ăn ngon, giản dị nhưng rất có sức hút. Ngoài việc kết hợp với thịt bò, rau muống còn có thể kết hợp với thịt lợn, với tôm và tạo thành món gỏi mang hương vị thơm ngon, đem đến cảm giác thú vị cho những ai thưởng thức. Nguyên liệu bao gồm 1kg rau muống, 100g tôm, 100g thịt nạc, 5 củ hành tím, 50g đậu phộng rang giã nhỏ, gia vị bao gồm súp,
đường, giấm, chanh, tỏi, ớt, nước mắm và rau thơm. Cách thực hiện như sau. Rau muống nhặt bỏ lá và cọng già, cắt khúc dài khoảng 15cm, chẻ nhỏ, ngâm nước. Thịt và tôm bạn rửa sạch, đun sôi khoảng 1/2 chén nước, cho thịt vào luộc chín. Bóc vỏ tôm, chẻ đôi theo chiều dọc, thịt luộc thái mỏng. Ngâm tôm và thịt vào nước mắm pha chanh, tỏi, ớt cho ngấm gia vị. Củ hành bóc vỏ, bào mỏng, ngâm giấm cho bớt cay. Củ tỏi bạn cũng tiến hành bóc vỏ, giã nhuyễn cùng với ớt. Rau thơm nhặt lá, rửa sạch và thái nhỏ. Tiếp theo, bạn trộn nước cốt chanh, tỏi, ớt, đường, giấm và khuấy đều hỗn hợp. Chế nước mắm từ từ, nếm đủ vị chua cay mặn ngọt. Trộn đều rau muống, hành và cho vào đĩa. Sau đó tiến hành xếp thịt và tôm lên trên. Cuối cùng, bạn dưới đều nước mắm trộn gỏi. Rải rau thơm và đậu phộng lên đĩa gỏi, cắt ớt tỉa hoa trang trí, khi ăn trộn đều. Như vậy là bạn đã hoàn thành các bước để tạo nên món gỏi rau muống tôm thịt. Thứ ba, rau muống xào đậu phụ. Nguyên liệu bao gồm 500g rau muống, 2 miếng đậu phụ, 100g tương hạt, 50g lạc rang vàng. Gia vị bao gồm tiêu, đường, hạt nêm, dầu ăn, ớt, tỏi. Bạn tiến hành chế biến như sau. Rau muống nhặt bỏ lá, rửa sạch, thái khúc dài khoảng 5cm. Đun sôi 500ml nước, cho rau muống vào trần, vớt ra, ngâm vào nước lạnh và để nguội để cho rau giữ được màu xanh và độ giòn. Đậu phụ thái sợi dài 5cm, dày khoảng 0,5cm. Đun nóng 5 thìa súp dầu ăn rồi cho đậu phụ vào và rán vàng đều. Tương hạt xay nhuyễn, lạc rang giã nát, ớt thái sợi nhỏ. Sau đó tiến hành phi thơm tỏi băm với 2 thìa súp dầu ăn. Rồi cho rau muống vào xào lên, nêm 1 thìa cà phê hạt nêm, 2 thìa cà phê đường. Cho tương hạt vào, xào thêm 2 phút rồi cho tiếp đậu phụ vào và xốc đều. Cuối cùng, bạn cho ớt thái vào, tắt bếp. Như vậy là bạn đã hoàn thành món rau muống xào đậu phụ. Những trường hợp tuyệt đối không được dùng rau muống. Rau muống chứa nhiều vitamin và khoáng chất như chất xơ, protein, canxi, sắt, vitamin A. Đây chính là những axit amin cần thiết cho cơ thể, rất tốt cho những người thiếu máu, người mới ốm dậy, kém ăn và thiếu chất đạm. Tuy nhiên, theo bác sĩ, khi ăn rau muống, bạn cần phải chú ý những điều sau đây. Thứ nhất, không dùng cho người mắc bệnh sỏi thận, viêm khớp, huyết áp cao. Những người mắc chứng gút, viêm nhiễm đường tiết niệu, sỏi thận, người huyết áp cao thì không nên ăn rau muống. Nếu như bạn gặp phải tình trạng thường xuyên đau nhức xương khớp, thì không nên bổ sung rau muống vào thực đơn hàng ngày. Những dưỡng chất trong loại rau này có thể khiến cho cơn đau nhức trầm trọng hơn và người mắc bệnh càng khó chịu, mệt mỏi hơn. Rau muống là loại rau chứa hàm lượng đạm rất cao nên nó không phải là món ăn lý tưởng cho những người bị bệnh về xương khớp, nhất là những người đang mắc bệnh gút bởi nhóm đối tượng này cần phải tránh ăn loại thực phẩm có chứa lượng đạm cao. Do đó, khi thấy có những biểu hiện khác thường sau khi ăn rau muống, bạn cần phải ngưng lại ngay. Thứ hai, không dùng cho người tiêu hóa kém, suy nhược cơ thể. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, rau muống thường được nuôi trồng ở những khu vực ao hồ nên có nguy cơ nhiễm nhiều loại ký sinh trùng. Nếu như đem về, rửa không kỹ rồi nhanh chóng chế biến, nấu nướng và ăn loại rau này thì người ăn sẽ có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm, cơ thể mệt mỏi, suy giảm miễn dịch. Ký sinh trùng sán lá thường có trong rau muống có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể nếu như bạn ăn rau sống hoặc là ăn rau chưa được nấu chín. Với những người có hệ tiêu hóa yếu, loại ký sinh trùng này còn có thể gây ra các triệu chứng khó tiêu, đau bụng, dị ứng. Khi trứng sán này theo thức ăn vào cơ thể sẽ nở và phát triển, gây ra những cơn đau bụng nhẹ và triệu chứng tiêu chảy, dị ứng. Nguy hiểm hơn là gây ra các bệnh mãn tính ở túi mật, vỡ gan, xơ gan và suy gan. Những người suy nhược cơ thể nặng, thể hư hàn cũng không nên ăn rau muống. Thứ ba, không dùng cho người đang uống thuốc đông y, người có vết thương hở.
Nếu bạn đang trong quá trình điều trị bệnh hoặc bồi bổ cơ thể bằng thuốc đông y thì không nên ăn rau muống, bởi rau sẽ làm giã thuốc, nhất là khi trong thuốc có vị độc cần thiết để chữa bệnh và sẽ làm giảm hiệu quả điều trị. Ngoài ra, theo lương y Bùi Hồng Minh, khi bạn có vết thương hở mà ăn rau muống thì sẽ rất dễ dàng hình thành sẹo xấu sau khi vết thương lành hẳn. Nguyên nhân là rau muống làm kích thích tăng sinh tế bào gây sẹo lồi, khiến cho làn da rất mất thẩm mỹ. Chưa kể, ăn rau muống còn khiến tình trạng da non mọc lên gây ngứa nhiều hơn bình thường. Vì thế, mọi người không muốn bề mặt da bị gồ ghề, trông mất thẩm mỹ thì cần hết sức chú ý chế độ ăn, đặc biệt phải loại bỏ rau muống ra khỏi các bữa ăn của mình. Thứ tư, không ăn cùng với sữa. Vì những sản phẩm như sữa bò, sữa chua, phô mát đều rất giàu hàm lượng canxi, còn rau muống thì lại chứa một số thành phần hóa học có thể làm ảnh hưởng đến việc hấp thụ canxi. Do vậy, khi ăn cùng lúc những loại thực phẩm này sẽ không mang lại giá trị dinh dưỡng cao nhất cho cơ thể. Thứ năm, không ăn rau muống nước. Ăn rau muống nước sẽ rất dễ bị ngộ độc do hầu hết được trồng tại các ao hồ có nguồn nước bị ô nhiễm, bẩn và đây là môi trường cho nhiều giun sán ký sinh. Hơn nữa, quá trình canh tác không đòi hỏi tưới tiêu, khiến cho lượng thuốc trừ sâu trên thân cây ít được tẩy rửa. Ngoài ra, thuốc trừ sâu khi được phun vào ruộng rau sẽ rơi xuống môi trường nước. Rau hút phải loại nước độc này sẽ nhiễm độc nặng hơn so với rau trồng trên cạn. Thứ 6. Không ăn rau muống trái mùa. Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững, hiện nay, rau muống được đánh giá là loại rau dẫn đầu trong nhóm rau ăn lá có nguy cơ gây ngộ độc cao, chứa rất nhiều thuốc kích thích và thuốc trừ sâu. Tỷ lệ sử dụng hóa chất cho rau muống trái mùa, theo bà Hòa là 100%, trừ những cơ sở trồng rau sạch có sự kiểm soát chặt chẽ. Rau muống là loại rau thời vụ. Trước đây, chúng chỉ có vào mùa hè, nhưng hiện nay rau muống có mặt quanh năm do những can thiệp của người trồng như là sử dụng các loại thuốc kích thích, thuốc trừ sâu để giúp rau muống phát triển được quanh năm. Khi ăn phải rau muống có chứa hóa chất độc hại, có thể khiến cho người ăn bị ngộ độc cấp tính, ngộ độc mãn tính, giãn thể miễn dịch và ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Thật tuyệt vời biết bao khi mà thiên nhiên quanh ta lại chứa đựng nhiều điều bổ ích cho con người đến như vậy. Những bài thuốc dân gian hiệu nghiệm, những món ăn thơm ngon, đậm đà hương vị quê hương, tất cả đều hiện hữu ngay trong cuộc sống quanh ta. Quý vị hãy biết trân trọng và tận dụng những món quà thiên nhiên tuyệt vời ấy để có cuộc sống khỏe mạnh và an lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận bên dưới video này nhé. Và đừng quên đón xem chương trình mỗi ngày để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!